Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 54 đến câu 59. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: Mưa đến nơi rồi, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: Trời sẽ oi bức, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các người biết nhận xét. Còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét? Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra tòa, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong. Kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, lời nhắc nhở nghiêm khắc của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy đọc những dấu chỉ thời đại hôm nay để kiểm điểm lại thái độ sống của mình. Trước tiên, nhìn vào thiên nhiên, chúng ta càng ngày càng chứng kiến nhiều thiên tai. Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường, trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, diện tích băng ở các cực liên tục giảm và nhiệt độ trung bình toàn cầu liên tục tăng. Báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cho biết nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt mức cao kỷ lục trong giai đoạn năm 2010 đến năm 2019 và 5 năm gần đây có nhiệt độ cao nhất trong 140 năm qua. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Vương quốc Anh Met Office dự báo năm 2020 sẽ là một trong những năm nóng kỷ lục, với nhiệt độ toàn cầu có thể tăng 1,1 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp. Đây là dấu hiệu cho thấy khả năng thiên tai khí tượng thủy văn năm 2020 sẽ khốc liệt, phức tạp, khó lường. Đó chính là hậu quả của một thế giới chủ trương hưởng thụ, tìm lợi nhuận cho cá nhân, sống ích kỷ, lo lao đầu vào những việc khai thác đến cạn kiệt các tài nguyên thiên nhiên. Ngoài ra, môi trường sống còn bị phá hủy bởi những tiến bộ khoa học được phát minh để phục vụ cho sự hưởng thụ của con người. Thiên tai là một lời cảnh tỉnh, con người hãy bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Hãy sử dụng những tài nguyên một cách hợp tình hợp lý, đừng chỉ nhắm đến lợi nhuận trước mắt. Một lời nhắc nhủ chúng ta, hãy giao hòa với thiên nhiên, đừng tàn phá thiên nhiên. Đừng biến thiên nhiên trở thành kẻ thù của chúng ta. Ngoài ra, bước vào thế kỷ 21, nhân loại đối diện với quá nhiều bất an, chiến tranh, khủng bố, sự xuống dốc của nền luân lý, ly dị càng ngày càng nhiều, con số thai nhi bị giết chết cách oan uổng, nhiều không thể tưởng tượng. Tất cả là dấu chỉ của một thời đại đang gieo rắc nền văn minh sự chết. Nhìn vào những dấu chỉ đó, Kitô hữu chúng ta phải học thấy lời mời gọi của Thiên Chúa: Hãy trở về với Chúa là Cha, trở về với trách nhiệm của người Kitô hữu, trở về với ánh sáng của tin mừng, sống yêu thương. Lạy Chúa,
chúng con cảm tạ vì tình Chúa yêu thương chúng con. Trong mọi nơi, mọi lúc, Chúa luôn quan tâm theo dõi chúng con để hướng đưa chúng con về với sự sống. Chúng con luôn bội nghĩa bất trung, luôn hướng chiều về những đam mê của nhục dục, tiền bạc, hưởng thụ khoái lạc trần thế. Thế nhưng, Chúa không bao giờ bỏ chúng con, luôn kêu gọi chúng con trở về qua những biến cố của cuộc sống. Xin cho chúng con nhận ra những biến cố đó như là lời mời gọi yêu thương, để chúng con trở về với lời mời gọi của tin mừng. Amen.